cái sở hữu đây là mình chia sẻ ở góc độ của người tuyển dụng. Khi người ta tuyển dụng mình, người ta đọc cái hồ sơ mình, từ lúc người ta đọc cái hồ sơ mình. Không biết những người khác người ta đọc hồ sơ thế nào, nhưng mà xin được đọc hồ sơ á. Đọc cái hồ sơ cái cách trình bày, mình viết cái hồ sơ theo mẫu thì người ta đọc người ta đã thấy chuẩn khác rồi. Rồi cái hồ sơ mà mình viết, tự mình viết ra, mình mô tả về cái kinh nghiệm của mình như thế nào, cái dòng mô tả như thế nào, cái nội dung mình mô tả, những công việc mình trải qua như thế nào, thì khi mà mình mô tả nó, chúng ta sẽ đánh giá được cái kiến thức, cái kỹ năng mình thực tế như thế nào. Đọc cái CV, cái sự đơn lực, cái đơn xin việc, đọc vô á, biết là cái này chắc chắn nó có gì. Cái này khi đọc như vậy, nếu là cái người cái bóng này chỉ biết là sai đâu cũng được. Đọc vô cái ông bạn biết à, đứa này biết là và những cái đó là việc đó thì mình thấy nó từ kiến thức, từ trải nghiệm mình sắp xếp lại, mình đối chiếu với những cái lý thuyết của học, thì lúc đó mình sẽ có với những bạn mà chưa có cái kinh nghiệm, mà chưa có trải nghiệm về cái kinh nghiệm đó, mình chia sẻ ở đây là khi bắt đầu xin việc đó, cái đầu tiên gây ấn tượng cho cái người phỏng vấn là gì? Cái sự tự tin và tự tin có hay không là do ở cái độ mình sẵn sàng để cho người ta tuyển dụng. Càng vững vàng thì cái chuyện tự tin nó càng mạnh. Nhưng mà cái nào nó sẽ có những cái chuyện mà mình sẽ nghiên cứu, mình tìm hiểu trước hết, thì khi mình trả lời phỏng vấn thì mình có thể là thành thật. Cái này em nghĩ là mình có đây và em đang còn mất cái này như thế này. Thì nó không phải là nó không cái khả năng, cái hiểu biết của mình, nhưng mà người ta cũng thấy là mình đang có thông tin và mình đang muốn phát triển, và mình có động lực muốn phát triển, và mình biết từ người ta để biết của mình sẽ có lại. Và các thông tin khi người ta ứng dụng không phải là anh là một cái người rõ nhất trong số những người cố gắng, nhưng mà cố gắng nên có thể tham khảo của mình nhất. Phù hợp nhất là phù hợp để cho người ta sử dụng anh, cái thái độ anh nó phù hợp với cái văn hóa của công ty, và cái cách làm sao để khi mình phỏng vấn mà người ta có thể là sử dụng mình, có nghĩa là mình phải cho người ta thấy mình là ai, mình có thể làm được điều gì đem đến công tốt cho công ty, và mình là một người sẽ luôn luôn đồng hành với công ty. Mình có thể là các bạn khi mà phỏng vấn xong đó, các bạn không thể hiện cho ta ví dụ các bạn đi học ở là trường, thì người ta phỏng vấn cho mình vào cái vị trí là phỏng vấn khách hàng, thì công việc đầu tiên là mình tìm hiểu đặc điểm công ty nó như thế nào để mình có phù hợp hay không. Cái công việc đó chuyên môn nhất, chuyên nghiệp nhất là người ta phải làm cái việc gì, người ta IC gì đó. Như vậy thì lúc đó mình cũng biết như vậy thì mình không có được, có đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu đó hay không. Khi mình nhìn vào mình thấy mình đủ yêu cầu đó thì khi phỏng vấn mình có thể mình coi là à bây giờ em có cái nhiệm gì không, em có thể không, mình có thể nói là em có thể nhiệm, nhưng em có trong thời gian thực tập em cũng tập ở công ty đó hay là em yêu cầu ở những nơi đó, thì em biết cách để một quản lý về kho, em có thể xin nhận về quản lý kho, em học được cách quản lý kho, em quản lý kho là như thế này, và kết quả là em có thể là em đã mở, em có thể em quản lý kho mỗi đặc điểm công ty ở quy mô là bao nhiêu đó, thì em có thể là em làm được. Có thể là mình tự tin mà nguyên cứu từ lúc đó, từ cái đường của mình, từ ta thấy rằng là mình tìm hiểu, mình tìm hiểu công việc, mình nắm rõ công việc, cái đó không phải là bởi vì sao? Đó là cái tiêu chuẩn để mình làm việc. Rồi nhớ là đây là nữa, một cái chia sẻ cái tiếp nữa là khi các bạn nó chỉ nghĩ đến phỏng vấn mình, nhưng mà phỏng vấn là một bước để mà công ty mình sẽ tồn tại trong công ty đó, và mình